huấn luyện viên U13 PE và bên phải của chúng ta là huấn luyện viên Hoài Anh, huấn luyện viên của U13 Đức Môn. Cho anh hỏi anh huấn luyện viên Tùng của đội PE thì anh nghĩ sao về đội hình của huấn luyện viên Đức Môn? Năm nay Đức Môn đưa đội hình đến giải khá là mạnh, với mục tiêu là lật đổ sự thống trị của Bayer trong suốt những mùa giải vừa qua. Tuy nhiên thì với những cầu thủ mà câu lạc bộ Dortmund mang lại, tôi thật sự đánh giá rất là cao cái hàng tiền đạo của đội. Tuy nhiên về nhìn về phía vị trí huấn luyện viên thì tôi càng thấy yên tâm. Đấy, cầu thủ có giỏi nhưng mà huấn luyện viên người ngoài thì đúng không? Tôi nghĩ là nó sẽ cũng không có gì bất ngờ như mọi năm. Bây giờ chúng tôi sẽ lại một chiếc vô địch. Với lại tiền chiến đó thì anh bây giờ tôi hỏi huấn luyện viên của đội Bayer nè. Bây giờ ông muốn nói tôi nói tiếng Việt hay nói tiếng Anh? Anh nói tiếng gì tôi nói tiếng đó. Ok vậy mình nói sao? Tiếng Khmer hả? Ok, vậy thôi, thực ra nhìn vào đội hình thì Bayer Munich thì năm nay tôi đánh giá là không mạnh như những năm trước. Bản thân tôi tự tin tuyên bố luôn năm nay của Borussia Dortmund tôi cũng đôi sẽ du lịch. Với có những chân sút rất là lợi hại, để điển hình như là tiền đạo Tấn Khải, biệt danh quái thú của VCS này. Và tiền đạo này thì hầu như là lúc ẩn lúc hiện. Năm 2020 anh là một trong những chân sút lợi hại của đội Barcelona. Và năm nay tôi đã đầu tư và đã mua được Tấn Khải, biệt danh là Haaland. Là chắc chắn là trận đấu Bayern Munich sẽ là trận cầu kinh điển. Nhưng nhìn vào đội hình, tôi đánh giá năm nay các cầu thủ của tôi rất là kinh nghiệm, chinh qua rất là nhiều câu lạc bộ nổi tiếng những năm qua. Tôi nghĩ trận đấu, theo tôi dự đoán luôn, là trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 4-0. Hết trận đấu nha, không có hiệp đâu. Anh có thể bật mí một chút về sơ đồ chiến thuật mà mình chuẩn bị ra sân không? Đương nhiên là tôi đội hình chơi chiến thuật Dortmund là phải tấn công rồi. Và kỳ này tôi chơi đội hình là 3-1, một hậu vệ thôi, 3 tiền đạo. Với nhận định về cầu thủ của mình như vậy, của đội mình, của đội bạn như vậy, về hạng Tuấn Khải thì anh Quý Nhi Tùng có đấu mắt gì không? Thì chúng tôi hôm nay có hai hậu vệ rất là tốt, đó là Gia Bảo và Minh Toàn, kết hợp lại là Bảo Toàn. Đấy, cho nên là chúng tôi có thể bảo toàn mạng lưới của mình trước cái sự tấn công của quái thú thôi. Với cái việc mà khắc chế đội hình 1-3 của huấn luyện viên thì chúng tôi sẽ dự định chơi power play ngay từ đầu, không có gì mà phải sợ đối bạn cả. Cho nên là nếu mà đội bạn dự đoán 4-0 thì tôi mạnh dạn dự đoán là đội tôi sẽ thắng với tỷ số là 5-0. Không bắt tay ạ, không bắt tay. Chúng ta chỉ bắt tay sau trận đấu thôi. Đúng nha. Cảm ơn.